Nguyễn Hồng Nhung trả lòng về scandal ảnh xét từng gây chấn động và lý do không muốn lấy chồng. Nhung muốn khép lại, chấm dứt tất cả những điều mà mọi người nhắc về Nhung, Nguyễn Hồng Nhung nói. Mới đây, giọng ca hải ngoại Nguyễn Hồng Nhung đã về nước, chính thức giới thiệu album đầu tiên tại thị trường Việt Nam sau 14 năm vắng bóng. Theo nữ ca sĩ, việc trở về Việt Nam lần này với cô là dấu mốc quan trọng, đã phải đáng đo suy nghĩ rất nhiều. Ở tuổi 38, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Nguyễn Hồng Nhung có được vẻ điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng nữ ca sĩ cũng không giấu được tâm trạng khi nhớ về sự cách đây 14 năm khiến cô phải rời Việt Nam. Chào Nguyễn Hồng Nhung, sau 14 năm sinh sống tại Mỹ, bạn mới về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp âm nhạc. Động lực nào thôi thúc bạn trở về? Chắc chắn là do niềm đam mê âm nhạc của Nhung khi bản thân đang ổn định quá lâu ở một môi trường nào đó thì mình sẽ muốn làm mới lại cảm xúc việc trở về chinh phục khán giả lại từ đầu là một trong những điều mà nhung muốn thực hiện dù ở hải ngoại nhung đã có vị trí nhất định rồi nhưng với khán giả trong nước đó là cả một chặng đường dài bởi mình đã vắng bóng lâu thế nên khi quyết định trở về thì nhung phải làm một điều gì đó để lại dấu ấn ít nhất cũng phải thể hiện được màu sắc âm nhạc của mình được biết lần trở về này của nguyễn hồng nhung có sự giúp sức động viên của ca sĩ lệ quyên bạn có thể tiết lộ nhiều hơn về mối quan hệ của cả hai tình cảm giữa nhung và lệ quyên còn vượt xa hơn phạm trù tình yêu bởi tình yêu còn có giận hờn trách móc nhưng cả hai đã quá hiểu nhau rồi từng ăn chung ngủ chung cho tới hôm nay nhung trở về việt nam cũng là nhờ lệ quyên trước đây lệ quyên la mắng nhung rất nhiều trong chuyện hoạt động âm nhạc biểu diễn cùng bàn ở sân khấu nhung thấy mình như người ngủ quên trong chiến thắng lời quyên thuyết phục nhung về việt nam để cho khán giả biết mình vẫn còn hát và dù mình là cái tên bán vé ở thị trường hải ngoại đi chăng nữa thì nhung cũng nên quay về quê hương vì ở đó có những ký ức vĩnh viễn không thể xóa được vậy còn bạn trai và các con của nguyễn hồng nhung thì sao họ phản ứng thế nào về quyết định này thật sự thì gia đình luôn tạo mọi điều kiện để nhung có thể theo đuổi đam mê. Bàn trai lúc nào cũng tán thành Nhung trong mọi quyết định nên cả hai không có nhiều bất đồng. Cho dù Nhung quyết định thế nào, anh cũng luôn luôn là người ủng hộ. Khi hoạt động ở Việt Nam, Nhung sẽ đi đi về về giữa hai nước, chắc chắn là sẽ cố gắng thu xếp thời gian. Giờ các con đã ổn hơn rồi, vì thế nên Nhung mới quyết định trở lại với nghệ thuật. Nguyễn Hồng Nhung có thấy rằng 14 năm là khoảng thời gian quá dài để bạn trở về không? thật sự rất dài nhưng nhung chưa bao giờ hối tiếc vì đã bỏ lỡ một khoảng thời gian như thế cho sự nghiệp âm nhạc ở hải ngoại của mình đôi khi có những điều trong cuộc sống không phải cứ muốn là được mà phải thuận theo những điều tự nhiên còn hôm nay là một cái duyên số phận đã sắp đặt để nhung trở về ở thời điểm hiện tại Nguyễn Hồng Nhung nghĩ sao về scandal ảnh nóng 14 năm trước? Với những ám ảnh trong quá khứ, thật sự Nhung không muốn bình luận gì thêm cũng không muốn ai nhắc về những điều đó nữa Nhung muốn khép lại Chấm dứt tất cả những điều Mà mọi người nhắc về Nhung Chỉ là một scandal với ca sĩ Nhung muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng Nhung đam mê nghệ thuật Sẽ làm tất cả dù gặp đào cản Về khoảng cách địa lý Thời gian để trở về Và bước lại vào lòng khán giả công chúng Tất cả những gì thuộc về đời sống riêng tư của Nhung Nhung xin mọi người hãy chấm dứt tại đây Không nhắc đến những điều đó nữa Các bạn hãy đón chào Nhung bằng hình ảnh của một nghệ sĩ, ca sĩ. Một Nguyễn Hồng Nhung sau 14 năm đã trưởng thành, đã khác, không còn là Nguyễn Hồng Nhung non nớt, dạ dột của ngày xưa. Nguyễn Hồng Nhung không muốn nhắc đến, nhưng rõ ràng khán giả vẫn sẽ nhớ scandal đó. Và bạn định phản ứng thế nào? Nhung không bao giờ chối bỏ quá khứ, nhưng nếu dùng điều đó để bi tên tuổi, thì Nhung sẽ không làm, bởi Nhung không chọn con đường ấy để mọi người nhớ đến mình. Nhưng vì những điều đó đã nằm trong quá khứ, đã là một phần trong cuộc sống của mình nên dĩ nhiên mình không thể chối bỏ được Nhung chỉ muốn mọi người nhìn mình với hình ảnh hoàn toàn mới một Nguyễn Hồng Nhung của ngày hôm nay một người đàn bà hát nhạc tình hát bằng trái tim và sự trải nghiệm hiện tại có rất nhiều nghệ sĩ trẻ chọn tạo scandal để được chú ý dưới góc độ của một người làm nghệ sĩ Nguyễn Hồng Nhung nghĩ sao thực tế cái gì cũng có tính tham mạc nếu nghệ sĩ đó dùng chiêu trò nhưng không có thật lực thì cũng không thể tồn tại được lâu. Còn nếu nghệ sĩ đó là nạn nhân thì mong mọi người đừng phán xét họ, hãy mở lòng hơn. Nếu Nhung sinh ra trong thời điểm này thì có lẽ đã dễ thở hơn rồi, sẽ không phải bỏ một khoảng thời gian quá dài như thế để làm lại từ đầu. Tân vướng scandal chấn động showbiz, Nguyễn Hồng Nhung có thể chia sẻ cách vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó để tiếp tục sự nghiệp âm nhạc. Nhung nghĩ sự yêu thương của gia đình, người thân và nghị lực của bản thân là điều quan trọng nhất ngã ở đâu thì đứng lên chỗ đó can đảm thừa nhận nhìn và đối diện với nó bằng cách nào thì là do mỗi người nhưng với nhung những điều không may mắn đến trong cuộc đời như là một món nợ hãy chấp nhận để đứng lên làm lại từ đầu từng tìm đến cá chết vì scandal giờ nguyễn hồng nhung nghĩ sao về điều đó chắc chắn là hối hận rồi lúc đó nhung làm những điều dại dột chưa trả hiếu được bố mẹ nhưng vì một phút chốc cảm thấy mệt mỏi, bất lực trước hoàn cảnh cuộc sống, không còn lối thoát mà định buông tay. Sau này nhìn lại thấy mình quá dại. Còn ở thời điểm hiện tại, bạn đã có dự định riêng về cuộc sống gia đình chưa? Về chuyện đám cưới với bạn trai thì chắc là không. Không phải do mất niềm tin vào đàn ông, nhưng Nhung khó nghĩ đến một cái kết màu hồng, cứ vui vẻ, hạnh phúc, bình an, chứ đám cưới chỉ là thủ tục thôi. Còn chuyện sinh thêm con là tùy duyên, vì con cá với nhung là tài sản vô giá trời cho